Chào anh chị, chúng ta đang có mặt tại mô hình dự án Sun Urban City Hà Nam. Và đây là toàn cảnh về khu đô thị. Hướng nhìn thì chúng ta sẽ nhìn từ Đồng Văn về trung tâm thành phố. Và anh chị có thể nhìn thấy trục đường nổi bật là trục đường 68m có bùng binh ở giữa đây. Đây là toàn cảnh hướng nhìn và khu đô thị Sun Urban City Hà Nam. Phía bên này thì sẽ là khu tái định cư, sẽ tiếp giáp với nút giao Phú Thứ. Đây anh chị có thể nhìn thấy vị trí đầu tiên để anh chị dễ biết nhất, đó là nút giao Phú Thứ và đường vào khu đô thị Sun Urban City sẽ là cái cung đường vành đai 5 của vùng thủ đô Hà Nội, đi qua xã Tiên Hiệp của thành phố Phủ Lý. Và đây cũng là cái cung đường sau này sẽ là cái cung đường chính để anh chị vào khu đô thị Sun Urban City Hà Nam. Đó, đây là cái bùng binh giao giữa đường Điện Biên Phủ rộng 68m và trục đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội. Và cái đoạn này hiện tại thì đang thi công ở khu vực này. Toàn cảnh ở phía dưới sẽ là khu đô thị Sun Urban City Hà Nam với quy mô là 420 ha. Trong clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ xem chi tiết từng phân khu một và chúng ta sẽ đi vòng quanh khu vực mô hình này, sa bàn này với cái tỷ lệ quy hoạch là 1/500. Dự án Sun Urban City Hà Nam thì được cấu tạo bởi 3 dự án khác nhau. Đầu tiên là khu vực Sun Gua, công viên Sun Gua Hà Nam, công viên chủ đề múa rối nước kết hợp với quỹ đất nhà ở nằm tại trục đường Võ Nguyên Giáp rộng 42m là dự án số 01. Kế bên đó thì sẽ là khu vực nhà thi đấu tỉnh và quỹ đất kéo dài xuống phía dưới theo trục đường Điện Biên Phủ 68m và trục đường Lê Công Thanh với quy mô là 202,8 ha thì sẽ là dự án thành phố thời đại đổi mới sáng tạo đã được khởi công vào ngày 8 tháng 8 năm 2024 này. Và bên này là có công viên sinh thái cùng thiếu nhi Kid Universal thì đều nằm trong cái khuôn viên của khu đô thị thời đại đổi mới và sáng tạo anh chị ạ. Còn cái dự án số 03 thì sẽ là cái khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang, thì nó sẽ là khu biệt thự VIP nằm ở phía dưới và quỹ những cái tòa căn hộ cao tầng. Hướng nhìn của chúng ta thì hiện tại đang nhìn từ khu vực hướng từ Hà Nội về Hà Nam. Nếu mà anh chị chạy theo cái cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hay còn gọi là Hà Nội Ninh Bình ấy, thì nó sẽ nằm ở phía bên trái. Và cái nút giao Phú Thứ thì anh chị chạy về Hà Nam mà chúng ta sẽ thấy. Còn đây là cận cảnh về cái phân khu số 01 tiếp giáp với quốc lộ 1A. Phân khu này có quy mô khoảng 71 hectare, bao gồm 2.700 căn biệt thự, nhà phố, bên cạnh đó là 8 tòa căn hộ cao tầng. Với cái tên của những cái tòa này đó là Art Residence, tức là căn hộ nghệ thuật, bao gồm khoảng 2.200 căn hộ và 2.700 căn nhà phố hoặc là biệt thự, rồi townhouse, 2.200 căn thấp tầng và 2.700 căn cao tầng trên cái quỹ đất là 71 hectare. Và đối diện với cái phân khu này thì sẽ là cái khu vực trung tâm hành chính tỉnh của Hà Nam. Trung tâm hành chính mới của tỉnh Hà Nam sẽ được quy hoạch như anh chị nhìn thấy với quy mô là 28 hectare. Và cái trục đường mà có một cái con sông ở giữa kéo từ khu vực trung tâm hành chính tỉnh ở phía trước anh chị đang nhìn thấy, và có cái con sông rất là dài ở phía dưới này. Và bên cạnh là những cái dãy biệt thự và townhouse, thì khu này sẽ gọi là trục đường công viên sự kiện và lễ hội. Và cái chỗ quảng trường mà nằm ở giữa trung tâm hành chính tỉnh sẽ là quảng trường pháo hoa anh chị ạ. Quy mô của cái trục đường công viên sự kiện lễ hội này sẽ có quy mô khoảng 8,9 hectare, rất là rộng. Và từ cái góc nhìn này thì anh chị có thể nhìn thấy những cái tòa nhà biểu tượng của dự án thì sẽ nằm ở khu vực nhà thi đấu. Còn cái phân khu mà chủ tư sẽ ra mắt đợt 1 ngay trong tháng 9 của năm 2024 này thì sẽ là phân khu số 01 mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây. Có những cái tòa căn hộ cao tầng, 8 tòa căn hộ từ A1 đến A8. Bên cạnh đó là những cái sản phẩm nhà phố thấp tầng, bao gồm loại hình những cái căn nhà phố mà ở mặt sông thì có cái diện tích đất mặt tiền sẽ là 8m, hay là những cái trục đường lớn thì những căn townhouse sẽ có cái mặt tiền là 8m, còn những cái căn nhà phố để ở thì sẽ có mặt tiền là 4m. Có hai loại đấy là hai loại chính. Đây là khu vực công viên sinh thái, anh chị có thể nhìn thấy thì sẽ có hai cái tòa nhà đấy, nó sẽ là cái tòa nhà biểu tượng của phường Lam Hạ và của thành phố Phủ Lý hay là của tỉnh Hà Nam. Bên cạnh này thì sẽ là các cái trục đường và các cái dự án khác.
Đó, chỗ này sẽ là những cái khu hiện tại nó đang là đất ruộng và một số nơi thì sẽ là có nhà dân ở. Còn chúng ta có cái phân khu số 01 mở bán thì nó sẽ tiếp giáp với cái đường quốc lộ 1, cách nhau một cái con kênh nữa. Quốc lộ 1 thì anh chị có thể nhìn thấy là khi mà giao thoa giữa quốc lộ 1 và khu đô thị Sun Urban City sẽ có hai cái đường để đi ra quốc lộ 1. Hai cái đường này thì đều có tên gọi là đường Nguyễn Văn Linh. Và phía trong ở chung cư này anh chị có thể nhìn thấy chủ đầu tư phối cảnh rất là chi tiết. Chúng ta sẽ có cái bãi đậu xe tập trung ở ngoài trời. Và những cái tòa căn hộ chung cư ở đây thì sẽ có chiều cao xây chỉ 9 tầng thôi anh chị ạ. Phía trong của cái khu vực hồ và khu vực sông cảnh quan này thì anh chị cũng nhìn thấy là chủ tư sẽ đặt rất nhiều các cái cảnh quan cũng như là các cái dịch vụ phục vụ cho khách du lịch khi ghé tới dự án Sun Urban City Hà Nam. Và cái trục cảnh quan cũng như là khu vực dòng sông cảnh quan này thì sẽ được hoàn thiện đầu tiên trong cái quỹ đất 420 hectare. Thì ở đây chúng ta có 8,9 hectare công viên sự kiện lễ hội này thì sẽ được hoàn thiện. Đặc biệt là vào ngày mùng 2 tháng 9 của năm 2024 này, kỷ niệm ngày Quốc khánh Việt Nam thì chủ tư Sun Group sẽ bắn pháo hoa tại khu vực quảng trường. Còn trục đường ở đây thì trên sa bàn chủ tư cũng thể hiện rất rõ là trục đường Nguyễn Văn Linh với cái chiều rộng là 30m, 20m. Chiều rộng là 30m anh chị ạ, chiều rộng của đường Nguyễn Văn Linh là đường 30m. Còn phía đằng này sẽ tiếp giáp các cái dự án khác mà các chủ đầu tư khác đang làm như của Lam Hạ Center Point hay là đất nền Osaka. Và cái điều đặc biệt là cái phân khu này rất là tiện lợi khi mà kết nối ra quốc lộ 1A. Nhưng có một cái con kênh được bao bọc bởi một cái con kênh tiếp giáp với quốc lộ 1. Và phía trong dự án là một con sông cảnh quan, chủ đầu tư sẽ làm rất là xịn sò, chiều dài lên đến 1,5 km. Tỷ lệ mặt nước sẽ là 50m. Còn đây là hướng sa bàn, chúng ta nhìn từ hướng Phủ Lý lên Đồng Văn, bám theo trục đường 68 thì bên toàn bộ bên phải này sẽ là cái khu vực hồ cảnh quan 16 hectare. Khu vực trung tâm hành chính tỉnh sẽ nằm ở giữa và bên trái thì sẽ là cái quỹ đất 71 hectare phân khu 1 dự án Sun Urban City Hà Nam sẽ được ra mắt trong thời gian này. Và đây chính là cái phân khu có 2.700 sản phẩm thấp tầng và 2.200 sản phẩm cao tầng để anh chị có thể mua, đầu tư ở hoặc là sở hữu. Đây là toàn cảnh hướng nhìn của khu thị dự án Sun Urban City, hướng chúng ta nhìn từ trung tâm thành phố Phủ Lý lên đến Đồng Văn. Bên trái thì sẽ là quốc lộ 1 và ở giữa sẽ là đường Lê Công Thanh. Lê Công Thanh là cái trục đường chính của dự án này chị ạ, rộng 27m. Còn bên phải này anh chị có thể nhìn thấy là trục đường 68m đang được mở rộng làn đường. Chúng ta gọi là đường Điện Biên Phủ. Quảng trường ở phía có những cái vòi thác nước đây là quảng trường pháo hoa hay là quảng trường trung tâm hành chính tỉnh. Phía cuối của quảng trường sẽ là một cái nhà hát quay ra mặt hồ. Đó, đây là cái hướng nhìn của chúng ta nhìn từ trung tâm thành phố lên đến Đồng Văn. Thì có cái trục đường chính là trục đường Điện Biên Phủ rộng 68m nằm ở giữa dự án. Một bên là trung tâm hành chính tỉnh và bên trái sẽ là cái quỹ đất chủ đầu tư sẽ mở bán trong thời gian này. Bao gồm các cái sản phẩm là biệt thự. Nếu mà chạy theo cái mặt đường 68 này thì sẽ là những cái căn biệt thự song lập, diện tích đất khoảng 175 đến 200 mét vuông, mặt tiền 11m. Còn bên này chính là cái khu vực VIP nhất của dự án Sun Urban City Hà Nam. Khu vực này thì chúng ta có những cái căn biệt thự nằm ở trên đảo như chị nhìn thấy. Một mặt thì được bao bọc ở phía bên phải sẽ là cái nhánh sông Châu Giang. Còn cái phía bên trái cũng như phía trước thì sẽ được bao bọc bởi cái sông nhân tạo mà sau này chủ tư họ sẽ làm. Đó. Chúng ta có thể nhìn thấy khu biệt thự này là khu biệt thự đẳng cấp nhất của dự án Sun Urban City Hà Nam. Và vị trí khu vực đảo này thì hiện tại chủ đầu tư chưa có thông tin ra mắt trong thời gian tới đây. Và cái khu vực biệt thự đảo này thì sẽ nằm trong cái khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang với quy mô là 176 hectare. Như anh chị có thể nhìn thấy một cái hồ cảnh quan rất là rộng ở giữa. Và cái hồ cảnh quan này thì rộng khoảng 16 hectare. Chúng ta có thể nhìn thấy toàn cảnh về cái vị trí có thể nói là đắc địa nhất của dự án Sun Urban City Hà Nam. Đó chính là cái khu vực trung tâm hành chính tỉnh, khu vực nhà ở tiếp giáp với trung tâm hành chính tỉnh và công viên sinh thái hay là cái khu biệt thự nhà giàu, tạm gọi là khu biệt thự nhà giàu ở đây anh chị ạ. Những cái
gia đình có điều kiện nhất thì anh chị sẽ vào những cái khu biệt thự trên đảo tại cái khu sinh đô thị sinh thái Bắc Châu Giang này anh chị ở. Và định hướng của chủ đầu tư Sun Group cũng rất là rõ ràng, đó là đây là một dự án khu đô thị nghỉ dưỡng ngoại ô, không phải là chỉ để nghỉ dưỡng anh chị ạ, mà đây là một cái khu đô thị nhà ở nữa. Những anh chị nào mà có điều kiện tại thành phố Phủ Lý hay tại Hà Nam thì anh chị cũng có thể mua những căn nhà ở đây. Chúng ta có thể mua để chúng ta trong tương lai gần 2-3 năm tới anh chị nhận bàn giao nhà là chúng ta có thể ở được. Hoặc là trong cái thời gian trong tương lai gần thì anh chị có thể sẽ là một cái món quà để anh chị tặng cho gia đình, cho con cái mình. Thì với cái vị trí vô cùng đắc địa của phân khu 1 của dự án Sun Urban City Hà Nam, với cái quỹ hàng mở bán đợt này sẽ bao gồm 2.700 sản phẩm. Và anh chị quan tâm thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Vinh qua số hotline trên màn hình. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể có một cái góc nhìn khác về Sa Bàn của thành phố thời đại Sun Urban City Hà Nam. Đây là toàn cảnh về Sa Bàn trong cái ngày đầu tiên chính thức khai trương văn phòng bán hàng, cũng như là Sa Bàn dự án và căn hộ mẫu của dự án. Thì một trong những cái Sa Bàn có quy mô rất là đẹp, chủ đầu tư làm rất là tỉ mỉ về từng chi tiết của vị trí, tiện ích cũng như là sản phẩm. Dự án Sun Urban City Hà Nam thì quy mô là 420 ha. Và thì cái điều đặc biệt nhất là cái phân khu, có thể nói là một trong những cái phân khu đẹp nhất của dự án, thì được chủ đầu tư ra mắt ngay trong tháng 9 của năm 2024 này. Phân khu số 01 với điểm nhấn ở giữa sẽ là khu vực quảng trường chống đọi. Một con sông cảnh quan rộng 50m và dài 1,5 km thì sẽ kéo dài từ đường quốc lộ 1 sang đến cái công viên sinh thái anh chị đang nhìn thấy trên màn hình đây. Đó, bên kia thì sẽ là cái phân khu số 01 có các cái sản phẩm là nhà phố thấp tầng, biệt thự song lập và căn hộ chung cư cao tầng. Đây là cái hồ cảnh quan mà khi mà sau này cái trục mà đại lộ 150m hình thành, chúng ta sẽ đi bộ ở quanh cái khu vực quảng trường cũng như là cái sông cảnh quan đi ra đến cái hồ điều hòa này. Đó, rất là đẹp, một trong những cái phối cảnh tổng thể về dự án Sun Urban City Hà Nam. Và anh chị đang quan tâm tìm hiểu về một sản phẩm mua để ở hoặc là đầu tư thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Hiện tại thì phía chủ tư chưa công bố chi tiết về giá bán của từng sản phẩm của dự án Sun Urban City Hà Nam. Nhưng với chủ đầu tư là tập đoàn Sun Group và một cái dự án được phát triển bài bản quy mô như vậy thì cái đơn giá bán của sản phẩm Sun Urban City Hà Nam thì cũng sẽ chứng minh được cái chất lượng của sản phẩm của Sun Group. Bên cạnh đó thì cái phân khu này chúng ta có thể nhìn thấy là cái phân khu sẽ được phát triển, có lẽ sẽ là phát triển sau cùng, với các cái tiện ích như là khu chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và những cái tòa căn hộ cao tầng ở bên phân khu này. Thì chính là cái khu đô thị Bắc Châu Giang có những cái tòa cao ốc, có cụm trường học, có trung tâm y tế để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Bên cạnh đó là cái chuỗi những cái công viên như công viên Sun World, công viên trong nhà Wonderland, công viên thể thao sẽ kết nối xuyên suốt dự án. Đó, anh chị có thể nhìn thấy chạy theo cái trục đường 32m và trục đường đại lộ Võ Nguyên Giáp thì sẽ là những cái tiện ích chính của phân khu chưa mở bán này, khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang có quy mô là 176 ha. Đây là một trong những cái video mà em Vinh nói rất là chi tiết để anh chị có thể tìm và lựa chọn cho mình những sản phẩm phù hợp. Không nhất thiết là anh chị phải mua ở giai đoạn đầu, nhưng mà nếu mà anh chị được mua ở cái giai đoạn đầu ấy, thì chúng ta vừa mua được những sản phẩm đẹp, chúng ta vừa mua được những cái vị trí với cái giá bán vô cùng tốt từ chủ đầu tư. Vị trí này gần như là đắc địa theo cái góc nhìn của em Vinh, vì nó hài hòa mọi yếu tố về cảnh quan, tự nhiên cũng như là vị trí vùng lõi của dự án Sun Urban City Hà Nam. Còn đây là khu vực trung tâm sức khỏe người cao tuổi, trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Và cái dự án này thì sau này chủ tư sẽ triển khai. Đây thuộc cái khu vực cũng sẽ có một cái sông cảnh quan ở giữa. Và cái khu vực này thì sau này sẽ là cái khu vực tiếp giáp với Sun World Hà Nam. Đó, đây là công viên Sun World và công viên trong nhà Wonderland. Công viên trong nhà Wonderland sẽ có quy mô là 100.000 m², bao gồm một cái tòa nhà xây nổi 5 tầng, bãi đậu xe ngoài trời, và trong nhà thì sẽ là một cái vùng đất
vui chơi dành cho trẻ em, vui chơi gọi là quên ngày tháng dành cho trẻ em, cũng như là người lớn, trẻ em đi đến đâu thì chúng ta chắc chắn sẽ phải đi đến đó rồi. Và đây là nó là một chuỗi tổ hợp bao gồm 3 công viên trong nhà săn gua, công viên Wonderland, công viên thể thao, tăng cường sức khỏe. Về cái phân khu này thì chủ tư chưa ra mắt nên chúng ta chưa có nhiều thông tin về phân khu dự án này. Nhưng mà trên cái phối cảnh tổng thể thì anh chị có thể hình dung ra rất là dễ dàng về từng cái phân khu một. Với mật độ xây dựng của dự án chỉ 18% thì đây là một những cái dự án có cái tỷ lệ mật độ xây dựng rất là thấp. Bên cạnh đó là quy mô mặt nước và cây xanh lên đến 200 hecta cũng là một trong những cái quy mô và cái tỷ lệ mật độ không gian sống rất là cao. Và trong khu đô thị Sun Urban City này thì chủ đầu tư bố trí rất nhiều những công viên có quy mô lớn, công viên sinh thái quy mô đến 36 hecta và cái hồ điều hòa lên đến 16 hecta. Và đặc biệt là ở cái phân khu số 1 này mà chủ đầu tư đang mở bán của dự án thành phố thời đại Sun Urban City Hà Nam thì chúng ta sẽ có cái trục đường Nguyễn Văn Linh với những căn biệt thự ra mặt nhìn ra mặt sông, có diện tích đất là 180 đến 200 mét vuông. Và đây là những cái sản phẩm biệt thự song lập. Bên cạnh đó là những cái căn townhouse sẽ có mặt tiền 8m, chiều sâu căn nhà là 20m, là 160 mét vuông. Và phía trong ở giữa thì sẽ là những cái sản phẩm biệt thự và những cái sản phẩm townhouse mặt tiền nhỏ hơn. Những căn biệt thự ở các cái đường chính vào chung cư hay là các cái trục đường 13,5m thì chúng ta sẽ có cái diện tích mặt tiền là 10m, chiều sâu căn nhà là 17,5m. Kéo dài sang đến khu vực trung tâm hành chính mới của tỉnh Hà Nam này. Đây là toàn cảnh về phân khu 1 dự án Sun Urban City Hà Nam. Và tại khu vực trung tâm hành chính mới của tỉnh Hà Nam thì tất cả các cái ban ngành, sở ngành của tỉnh thì sau này sẽ được đặt tại khu vực này anh chị ạ. Phong thủy rất là đẹp. Một bên là sông Châu Giang, một bên là hồ cảnh quan. Phía trước sẽ là khu vực đài phun nước và bên cạnh này thì sẽ là khu vực sông cảnh quan. Đó, vị trí vô cùng đắc địa của cơ quan ban ngành của tỉnh. Bên cạnh đó thì phân khu số 01 này nó cũng chiếm cái vị trí gần như là trái tim của dự án Sun Urban City Hà Nam và trái tim của phường Lam Hạ. Với những cái trục đường huyết mạch như trục đường Nguyễn Văn Linh, mỗi bên mỗi một cái bên đường bên sông ấy sẽ là rộng 30m, trong đó thì lòng đường sẽ là 15m. Một cái vỉa hè của biệt thự thì sẽ có cái chiều rộng là 10m, vỉa hè ở phía mặt sông thì sẽ có cái chiều rộng là 5m. Còn các cái trục đường của những cái dãy townhouse mặt tiền 4m ở phía trong sẽ có cái diện tích tiêu chuẩn là 13 đến 13,5m, thì bao gồm lòng đường 7m và vỉa hè mỗi bên sẽ là 3m. Ở đây là cái con sông cảnh quan đẹp nhất của Sun Urban City Hà Nam. Ở giữa này thì sẽ có quảng trường Đội Tam hay quảng trường Chống Đội. Thì anh chị biết đến là Hà Nam thì sẽ là một cái vùng đất nổi tiếng với nhiều cái di tích và những cái câu chuyện lịch sử. Ví dụ như Chống Đội Tam cũng là một trong những cái sản vật truyền thống, và quảng trường Chống Đội hay là cái lễ cày tịch điền. Và trong dự án Sun Urban City Hà Nam thì chủ tư Sun Group mong muốn mang đến một cái hơi thở về giá trị về văn hóa đến dự án khu đô thị Sun Urban City Hà Nam. Bên cạnh các cái sản phẩm như là nhà phố thấp tầng thì chúng ta có thể nhìn thấy cái mái ngói đỏ truyền thống của người dân miền Bắc Việt Nam, mái ngói đỏ Ba Gian, ngói Hạ Long đấy. Nó là một trong những cái kiến trúc truyền thống, cái màu thôi. Khi mà cái kiến trúc và cảnh quan nó sẽ kết hợp với nhau thì tạo ra không gian hài hòa nhất về dự án Sun Urban City Hà Nam. Chủ tư muốn gửi gắm một cái thông điệp, đó là một dự án sẽ ẩn chứa nhiều các cái yếu tố về duy mỹ, về giá trị. Nó không chỉ đơn thuần là một bất động sản để anh chị sử dụng, để chúng ta ngắm nghía, mà nó còn là những cái câu chuyện truyền cảm hứng, và nó là một trong những cái sản phẩm có thể lưu giữ những cái nét văn hóa của người Việt qua những cái hình ảnh biểu tượng như công viên chủ đề Rối Việt, cũng là một cái nét văn hóa mà chủ tư mang đến Sun Urban City Hà Nam. Và anh chị nào đang quan tâm về một sản phẩm để ở, đầu tư hay là mua để sử dụng tại dự án Sun Urban City Hà Nam thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Đặc biệt là anh chị nào đang làm việc tại Hà Nội, tại nước ngoài mà anh chị quan tâm về dự án thì chúng ta hướng về quê hương thì chúng ta cũng hoàn toàn mua, có đủ điều kiện thì anh chị có thể
mua một căn nhà tại đây để thi thoảng chúng ta có thể về quê hương. Và anh chị nào có tuổi thì chúng ta cũng có thể có một cái kế hoạch cho tương lai để chúng ta về lại cái mảnh đất quê hương để chúng ta sinh sống. Và Sanurban City là một cái điểm đến để anh chị có thể nghỉ dưỡng cuối tuần, hay là một cái căn nhà dưỡng, gọi là dưỡng già, rất là hợp lý và tiện lợi khi mà kết nối dễ dàng đến trung tâm thủ đô Hà Nội. Sau khi nút giao Phú Thứ hoàn thiện, chúng ta chỉ mất khoảng 35 đến 40 phút di chuyển thôi là anh chị đã kết nối đến trung tâm thành phố Hà Nội rồi. Và sân bay Ứng Hòa dự kiến sẽ hoàn thiện trong tương lai gần, cũng là một cái điểm để chúng ta kết nối dễ dàng đến các cái tỉnh cũng như là địa phương khác của Việt Nam hay là vươn ra thế giới. Và đây là những cái hình ảnh được cập nhật mới nhất vào ngày khai trương nhà mẫu của dự án Sanurban City Hà Nam. Trên màn hình anh chị đang nhìn thấy là sa bàn mô hình tỷ lệ 1/500 của thành phố thời đại Sanurban City Hà Nam. Thì sao?